Đồng thời cũng vào cái dịp đó và những cái năm mà 55, 56 đấy là nó cải cách ruộng rất dữ dội lắm. Đợt năm, cái đợt này mới là đợt chính ấy, nó giết hại không biết bao nhiêu là người chung quanh thành phố. Thì tôi ở thành phố Hà Nội mà tôi đi xem cuộc đấu đố. Đấu tố ngay ở trung tâm Hà Nội thôi, không đi xa. Ông có thể kể cho một cái cuộc đấu tố mà ông còn nhớ mà ông... Tôi xem nhiều cuộc, tôi xin kể một cuộc ở Thái Ấp thôi. Là cách Hà Nội là mấy cây số thôi. Thì hôm ấy xử cái ông Bảy Dần. Thì có thể là hôm ấy tôi đi xem từ sáng cho đến tối mới xong. Thì thay tôi cho đến đấu tố. Thì sự thực cái đấu tố này là do tòa án nhân dân quyết định, mà nhân dân là ai? Là bày một cái bản như thế. Ở giữa cánh đồng đấy. Thì mấy người gọi là làm chánh án ấy, thì toàn là bần nông mà. Có người mù chữ nữa cơ. Không biết đọc biết viết gì cả. Nhưng mà làm chánh án và làm ban sử. Thì sự thực nói là để ra lúc bây giờ mới xử. Nhưng mà cái hố chôn đã đào rồi, đào trước đấy hàng tuần. Cái hố chôn đúng rồi, đào trước đấy bao nhiêu ngày rồi. Thì cái ông đồ này ra là bị trói vào một cái cọc. Bị trói vào cái cọc mà già thì ông độ 60. Trói vào cái cọc như thế mà tưởng tượng nắng như thế chứ. Thế mà trói cái cọc mà trói suốt ngày thế đúng không? Thế thì lúc thay như ông lên tố. Tội gì ông này, có tội gì? Ông này gọi là địa chủ đó. Thế là có nhiều ruộng thôi, không có làm cái gì đâu. Thế thì các người nông dân lên tố, là thậm chí thì cả con cũng phải lên tố. Lên tố bố, họ bắt nữa. Lên tố bố. Có những lời như tố rồi, ông có nhớ được cái lời tố nó như thế nào không? Thí dụ như là con tố phải không nào? Nghĩa là mày là cái thằng bóc lột phải không nào? Mày bóc lột của nông dân thế nói như vậy chứ. Tao tuy ở trong gia đình mày nhưng mà tao thấy thì tội ác của mày ghê quá, tao không nhận mày là bố nữa. Thế là con gọi bố là mày à? Tao gọi là mày, thế mà bố phải xưng con. Bố phải xưng con với con mình. Và thưa bà con xin nhận lỗi. Đấy đến cái cảnh nó vô luôn như thế mà. Hoặc là vợ đến tố chồng thì ông chồng cũng phải xưng con với vợ.